ngủ nè. Nước trà, đứa nào đổ nước trà lên người của tao vậy hả? Tao đó. Tôi nhịn bà lâu lắm rồi, bây giờ tôi không nhịn bà nữa đó. Mày không nhịn rồi mày làm gì tao? Tôi sẽ làm những gì bà đã làm với tôi. Em... sao còn chuyện gì nữa? Đến đây không phải là... xin làm nhân viên phục vụ quầy. Vậy chứ em muốn làm gì? Em muốn làm cái gì mà tối tối mấy chị hay đi làm đó anh. Buông ra đi mà, để em đi toilet một cái nha. Đi đâu? Em đi toilet. Tụi nó say xỉn nằm la liệt ra hết rồi kìa. Em cứ bình tĩnh. Dạ. Mày lên của anh Tâm. Dạ em biết rồi. Anh Tâm, cái chuyện nó có súng kìa. Anh Tâm. À, thì ra con nhỏ này là mày gài cho tao. Bây giờ mày muốn xem nó chết trước hay là mày chết trước? Bình thường dễ gì được xem cảnh này,